Như thông tin đã đưa, vào lúc 9 giờ ngày 21 tháng 10, tại tiệm vàng Việt Hà số 01, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Vào thời điểm đó, tận dụng cơ hội lúc cửa hàng đông khách, hai người phụ nữ trạc 45-50 tuổi, một trong hai người nói giọng miền Tây, bước vào tiệm hỏi mua nữ trang. Để tránh sự nghi ngờ của nhân viên bán hàng, chúng lấy vàng của mình mang ra bán, sau đó yêu cầu cho xem bộ dây chuyền bằng vàng Tây và một đôi bông tai. Nhân lúc nhân viên tiệm vàng sơ hở, một người liền nhanh tay nhét sợi dây chuyền vào người rồi bỏ đi trước, người kia nán lại thêm ít phút rồi cũng chuồn theo luôn. Anh Lê Văn Tấn, nhân viên tiệm vàng Việt Hà cho biết thêm. Sau khi sự việc vừa xảy ra thì bên phía doanh nghiệp thì cũng có về an ninh, có camera và bảo vệ, nhưng mà do đối tượng quá tinh vi về thủ đoạn nên rất mong các cơ quan bên chức năng sớm điều tra để đẩy lùi các cái tệ nạn và giúp ổn định cuộc sống của các doanh nghiệp trên địa bàn nói chung. Sau khi phát hiện ra bị mất trộm, ngay lập tức nhân viên cửa hàng liền đuổi theo, nhưng hai nữ quái đã nhanh chân tẩu thoát. Hiện tại camera của cửa hàng đã ghi lại được hình ảnh của chúng. Sau quá trình theo dõi cho thấy chúng không chỉ có riêng hai người mà có hẳn một nhóm chia đều qua nhiều cửa hàng lân cận khác. Một số người bạn của chủ hiệu vàng ở Huế sau khi biết được tin tức cũng báo rằng trong đó nhiều tiệm vàng cũng đã bị ăn trộm bằng hình thức giống hệt như trên. Qua sự việc trên, phóng viên báo Đời sống và Pháp luật đã có buổi làm việc với lãnh đạo công an thành phố Hà Tĩnh. Hiện tại, công an thành phố Hà Tĩnh đang tiến hành vào cuộc thu thập thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng liên tỉnh mở rộng theo dõi nắm tình hình trên địa bàn, nhanh chóng truy bắt những đối tượng lừa đảo trên.